đến với trận thi đấu đầu tiên của buổi chiều ngày hôm nay. Kèo thi đấu của game thủ Dinh Di Tiểu Thủy Ngư đối đầu với game thủ Michael Tý. Michael Tý là một game thủ đến từ Thiên Khôi Sport cũng như Thiên Khôi thì là đơn vị tổ chức. Vâng, đơn vị tổ chức giải thi đấu lần này. Có thể gọi là đội chủ nhà anh em ạ. Vâng, Michael Tý cũng là đội chủ nhà. Gặp ngay một game thủ top 1 cũng là ở ngoài Trung Quốc, game thủ Tiểu Thủy Ngư. Và top 1 đấy là vâng, top 1 thì chúng ta nói chung về trình nhá anh em nhé, chứ không phải là số 1. Nếu mà nói là số 1 thì sẽ có rất nhiều người tranh cãi là vẫn còn Sen Long, vẫn còn Tiễn Như Vũ. Đấy. Top 1 đây là chúng ta chỉ chung là những cái người ở cái đẳng cấp cao nhất. Rồi, như vậy là trận đấu đầu tiên được bắt đầu. Đang em chờ một chút để tôi lấy lại cái khung thực gỗ nha. Một vài giây để lấy lại cái khung thực gỗ cho anh em. Ok, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với màn hình máy của anh Tiểu Thủy Ngư thôi. Một lượt thi đấu mà được dự báo sẽ là rất khó khăn dành cho cầu thủ Michael Tý. Ngay ở lượt đầu tiên thì anh đã gặp phải cao thủ rồi, đại cao thủ luôn anh em ạ, Tiểu Thủy Ngư. Hồng Anh mấy giờ đánh ạ? Hồng Anh sẽ đánh ở lượt thứ hai nha anh em. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 14:30. Sau cái lượt này kết thúc, sau khi cái lượt đầu tiên 4 cặp này kết thúc thì đến lượt thi đấu thứ hai sẽ có Hồng Anh, Cam Quýt, Sen Long và cũng như là Tiễn Như Vũ thi đấu. Đó là 4 game thủ sẽ lên sóng ở lượt 2. Lượt thi đấu đầu tiên này thì sẽ có 4 game thủ lên sóng là BB, Tiểu Thủy Ngư, Hòa Hải và game thủ Kabachi. Khán giả bên Trung thì xem như thế nào ạ? Hiện tại thì cũng đang có 3 bình luận viên của bên phía bên Trung Quốc đang live stream lên các nền tảng của bên Trung Quốc nha anh em. 4 bình luận viên của Việt Nam thì phát sóng ở trên 4 kênh sóng của Thiên Khôi Sport rồi. Và bên Trung Quốc thì họ cũng có 3 bình luận viên và cũng sẽ live stream trên các nền tảng của bên dưới Trung Quốc. Cho tiếng game nhỏ xuống. Ok rồi anh ơi. Trận của Kabachi thì anh em có thể xem ở trên kênh Thiên Khôi AOE YouTube nhá. Kênh Thiên Khôi AOE YouTube thì đang phát sóng trận của cầu thủ Kabachi và nông dân. Rồi, chúng ta quay trở lại với màn hình máy của anh Ngư ở trong trận thi đấu đầu tiên này. 22 dân của bài Assyrian có quả bên phía bên ngoài. Có xe giò và anh Ngư cũng bắt đầu vực đẩy đi để tìm nhà của cầu thủ Michael Tý rồi. Tôi fan của phe thắng á, ok luôn. Hàng ngày thì chúng ta có rất nhiều những cái kèo thi đấu đánh online với các cầu thủ của Trung Quốc thì thấy họ cực kỳ khỏe. Và còn bây giờ đánh offline và chúng ta có màn hình máy trực tiếp luôn. Đấy. Bên Trung Quốc thì nếu như anh em nào mà xem lâu ấy, bên Trung Quốc thì cũng là do cái khoảng cách về địa lý mà các game thủ thì thường ngồi rất là xa. Và Trung Quốc thì người ta thường hay quay kèo theo cái kiểu là quay theo cái góc nhìn thứ ba. Bên Trung Quốc là người ta hay quay theo cái kiểu là vào trung mạng và soi qua màn hình máy thứ ba. Còn ngày hôm nay và các game thủ của Trung Quốc đánh offline tại Việt Nam và đang đánh offline tại văn phòng của Thiên Khôi Sport thì chúng ta sẽ có màn hình máy trực tiếp của game thủ luôn. Giống như cái cách mà chúng ta vẫn thường quay ở bên phía Việt Nam này thì chúng ta sẽ biết là các game thủ Trung Quốc họ cơ cấu như thế nào, thao tác của họ như thế nào và họ làm những cái gì ở trong trận đấu. Đấy. Mình sẽ biết được là họ sẽ làm gì trong trận đấu và cách họ cơ cấu ra sao, điều cung R như thế nào. Đấy, đang xem hướng nhà đi từ game thủ Tiểu Thủy Ngư. Quả phụ ở khá là xa và có 3 con voi ở khu vực này. Đóng một chiếc nhà vực bét vừa ăn gỗ và sẽ ăn thêm 3 con voi. 27 dân của một bài Assyrian. RBS có biết cụ thể là nền tảng nào của Trung Quốc hay không? Em thì không biết anh ạ.
Có thể là tí nữa em sẽ ra và em hỏi phiên dịch viên. Cái đấy thì em cũng không biết, nhưng mà nếu như anh em muốn biết thì tí nữa em có thể hỏi phiên dịch viên của Trung Quốc là họ like ở trên nền tảng nào. Cũng có thể là Douyin này. Việt Nam mình có TikTok thì bên đấy là người ta có Douyin đúng không? Thấy là cũng hay, thỉnh thoảng hay thấy có những kèo like của các game thủ ở trên cái nền tảng đấy của Trung Quốc. Đóng nhà điều kiện dành cho cái thủ Tiểu Thúy Yêu, một bài mà anh kích đời không sớm. Bài thi đấu này thì anh cứ kích đời sang đầu 11. Bài cũng có hai quả phụ, có ba con voi, nhưng mà đồ ăn nó xa. Đồ nó xa nhưng mà nó không gần. Đi ăn quả rất xa và voi này thì cũng ở rất xa. Nó không giúp cho cái thủ Tiểu Thúy Yêu có một bài và AC đi ăn lên sớm. 27 dân nâng cao cho mình cái chặt gỗ. Một game thủ bài của tí, một game thủ đến từ Thiên Khôi Esports. Đối đầu ngay một cao thủ, đại cao thủ cùng đời của Trung Quốc, Tiểu Thủy Ngư. Tôi đánh giá anh Ngư cũng rất cao anh các bạn, một trong những ứng cử viên vô địch. Và trong cái nội dung này của Trung Quốc thì ba một game thủ siêu cứng, theo như cái đánh giá của tôi sẽ là Tiểu Thủy Ngư, Sen Long và cũng như là game thủ Tiết Như Vũ. Và ngày 27 trên 28. Con voi tiếp theo. Đồ ăn hoang ở trong bài thi đấu này thì vẫn còn nhiều. Vẫn còn voi đang chưa ăn xong, vì vậy mà cái lượng thực đang rất nhiều. Xe giò của game thủ Michael Tý cũng đẩy sang và biết nhà của game thủ Tiểu Thủy Ngư ở đây rồi. Ôm được cực kỳ nhiều thực ở thời điểm này. Nâng cấp bánh xe sóc dân. Không có sao luyến nha anh em ơi, không có sao luyến. Tay ngư nhanh à. Đa số là những cái thao tác của các game thủ đánh cung đều nhanh. Và đây là một vị trí có nhà BA của game thủ Michael Tý. 5A dành cho ngư tuần này, và đang có một tình huống chốt e vào khu vực nhà BA. Anh Tý tuần này đóng nhà BA cũng rất gần với nhà BA của ngư. À, bánh xe lên sau cũng bắt đầu có tình huống đập dân rồi. Khi mà được lên sau bánh xe thì sẽ được đập dân. Bài của Tý thì cũng đang có những tình huống chốt e vào, nhưng ngư cũng có dân ở đây. Từ này thì ngư cũng có dân và ngư sẽ không để cho cái thủ bài của Tý chốt được e. Cung lờ của bài của Tý ra trước và có cung lờ sớm hơn dành cho game thủ bài của Tý. Bắt đầu bắn vào những cái đầu dân của ngư rồi và đang chốt e ngư. Liệu rằng anh ngư có chống được ở trong thế trận này hay không? Tới đầu tiên bị nhốt 4 cung lờ đến từ game thủ Tiểu Thủy Ngư. 5 cung lờ tân đầu nhưng bị nhốt 4 con. Mai của Tý có cung lờ sớm hơn. Lợi thế dành cho Tý là có, anh có cung lờ trước. Anh đang nhốt được những cái tân cung của một game thủ Tiểu Thủy Ngư. Ngư đang đốt e để có thể được đi ra. Nhưng đây là tân thứ hai dành cho một game thủ Mai của Tý rồi. Hai tân của Mai của Tý. Trong khi đó đội bạn đang có một tân ở thời điểm này. Không, chính xác là đang có tân thứ hai rồi. Đội bạn đang muốn bắn e để và chạy ra khỏi khu vực BA bị nhốt. Và bài là 33 của Tiểu Thủy Ngư thôi. Ngư không có quá nhiều ruộng trong bài thi đấu này vì anh có một cái lực ăn hoang khỏe, ép được 5 nhà BA đều. Bài của Tý liệu rằng có chơi được không, có ốp được hay không. Bây giờ thì anh không còn những cái nhà vực BE ở khu vực BA của đối phương rồi. Và Tiểu Thủy Ngư cũng đang chủ động là vực điều R và đấu quân. Tý có cung R sớm hơn nhưng ở thời điểm này thì Tý lại đang phải lui. Vâng, anh đang phải lui. Soi cung R đổ máu các thứ đi. 38. Ngư vẫn đang thủ được nhỉ, Ngư vẫn đang thủ được ở khu vực BA. Một tuần cung R mới đến từ kỳ thủ Michael Tý ra. Bên này thì ngư cũng đang có thêm một tuần mới rồi. 42 ở thời điểm này. Tạm thời thì ngư đang phải lui. Tạm thời thì Tiểu Thủy Ngư đang phải lùi lại một chút. Một con cung R đi rỉa dân khá buốt đến từ kỳ thủ Michael Tý. Ngư 40 và ngư đang bị mất cái vị trí nhà BA của mình. Ngư đang bị mất cái vị trí nhà BA. Chúng ta đang thấy rằng là Tiểu Thủy Ngư anh đang phải giật lại và anh tạm thời bỏ cái vị trí BA. Và lại có một tình huống chốt em mới của kỳ thủ Michael Tý. Và liệu rằng Tý có được A của ngư hay không? Ngư vẫn đang cố gắng là đứng ở một cái thế đẹp. Hay là có một con sốc để điều cung lờ. Một tên của game thủ Tiểu Thủy Ngư đang bị nhốt. Thời này đi game thủ Michael Tý có dốc. Tiểu Thủy Ngư đang cố gắng để đỡ ở khu vực nhà BA. Vẫn liệu rằng điều dắt lên một tí qua được ngư hay không? Ngư vẫn đang điều được. Và số lượng quân còn lại này của game thủ Tiểu Ngư vẫn đủ để cho anh thủ nha. Tạm thời thì số lượng quân này vẫn đủ. Nở ra thêm một tên mới. Hai cung lờ bị nhốt. 42 trên 48. Bài của Tý đã có những cái tình huống chốt được BA của đối phương rồi. Ra cung R sớm hơn. Nhưng rõ ràng là người cũng vẫn đang biết phải làm cách nào để có thể mà hóa giải được cái thế này. Và một cái thế mà chúng ta thấy là cũng không dễ dành cho cái thủ Tiểu Ngư khi bài kích 11 thôi. Lên đời sau. Cung R ra sau.
Bây giờ thì Ngư đang bỏ nhà BA của mình để sang và bắn thẳng vào nhà của cầu thủ Mai Cú Tí luôn. Không đỡ A nữa. Và không đỡ A nữa mà đi chặn dân của Mai Cú Tí luôn. Mai Cú Tí cũng tách được một vài R sang và rỉa được những cái con nông dân của game thủ Tiểu Thị Ngư rồi. Tham lai 42 ở thời điểm này của Ngư không phải là một tham lai quá to và nhà cũng không có gì. Hai thi đấu này thì anh Ngư chủ động là đi đoan thôi. Cũng chẳng có gì đâu. Tí thì đánh ở nhà có ruộng. Tí ở nhà thì ruộng nương các thứ thì cũng đang khá là đoàn hòa. Còn Ngư là một bài điên hoa thôi. Có một bách qua để Tiểu Thị Ngư ăn hoa ở thời điểm này. Bài của Tí quần của anh đâu? Và quần của anh có vẻ như đang đốt A. Chưa thấy kéo về thủ nhà. Bắn được một tên ruộng của một cầu thủ Bài của Tí và đục thêm một tên E không. Đời này thì cầu thủ Tiểu Thị Ngư đang muốn đục E để vào và bắn bay nhà của cầu thủ Bài của Tí. Rồi, Tí biết rồi. Tí đã chạy dần gỗ của mình và đã biết là Ngư vào trong tình huống này. Cho vào và bắt hay là như thế nào đây? Cho Tiểu Thị Ngư vào và bắt hay như thế nào? Ở nhà của Ngư thì chỉ có vài cái ruộng thôi. Bài này anh điên hoang, anh không có ruộng nhiều. 700 gỗ ở trong người. Ngư thì đang ôm được rất nhiều gỗ. Còn thực thì đang có một bách quả thôi. Anh chỉ còn lại một cái bách quả đang ăn hoang ở thời điểm này. Ăn cố thêm vào những cái cây quả sót. 45, nếu như xét về lực thì rõ ràng là bên kia thì cái thủ Mai Cú Tí có ruộng ở nhà thì lực nó sẽ bền hơn. Cái này là lực điên hoang thôi. Ngư vẫn đang hai tay hai đạo để có thể bật công vào nhà. Hai tay hai đạo tuần này tiếp tục là một tình huống móc vào ruộng của Mai Cú Tí và Mai Cú Tí sẽ cần phải đỡ dẻo đấy. Tí bị móc bằng hai cánh như thế này thì cần phải đỡ dẻo. Đây rồi. Tí đang có một tên rất to ra để thủ khu vực nhà BA. Ở nhà chính thì cũng đang có một tên đứng kê rồi. Một tên quân sẽ đứng kê mặt ruộng chính không để cho đối phương móc máy vào quá nhiều. Tôi đánh giá rằng với cái thế này thì nếu như làm tốt thì cầu thủ Mai Cú Tí vẫn sẽ là ok rồi. Bài của Ngư là một bài bây giờ đang điên hoang nhưng anh lọt được một tên vào trong nhà chính của cầu thủ Mai Cú Tí. Một tên lọt rất đau ở trong ruộng chính của cầu thủ Mai Cú Tí. Mai Cú Tí có ruộng ở nhà trong bài thi đấu này nhưng mà anh lại đang không giữ được nhà nữa rồi. Anh không giữ được ruộng ở nhà của mình nữa, anh không kê được. Mà sao Tí đi nhiều quân thế nhở? Bên kia có cái gì đâu mà đi nhiều quân thế hả rồi? Và Ngư chả có gì ở nhà. Bây giờ đứng thủ bắt quân thôi, kê và bắt quân và khỏe ra thôi. Ngư biết thế nào rồi anh em bạn. Tí bây giờ thì cũng đang phải dạt nhà rồi. Điều cũng lờ với Ngư là quá dạt. Và Ngư chết không bao nhiêu nhưng mà Tí thì chết hết luôn ạ. Gặp mấy cầu thủ Trung Quốc thì chúng ta sẽ, và chính xác hơn là bây giờ thì chúng ta sẽ có thao tác tay trực tiếp của các cầu thủ Trung Quốc để xem cái cách mà họ điều lờ như thế nào. Tại vì sao khi mà đánh với các cầu thủ Trung Quốc thì cứ đánh được một lúc lại thấy quân của đội bạn đông hơn. Thì khi mà đánh offline như thế này chúng ta sẽ có màn hình máy trực tiếp luôn. Ngư 45, Ngư vừa mất một cái tên dân đau ở khu vực bách quả. Quân của Ngư thì cũng đang giữ được là khá khá, hai tay hai đạo. 245 này của Ngư thì cũng toàn quân thôi chứ dân thì cũng không còn nhiều lắm. Dân trên thực tế là ở thời điểm này thì Ngư không có nhiều. À Tí từ này đông này, Tí từ này đông nhưng mà Tí đi lỗi kìa. Tí từ này đang có một cái tên khá to nhưng mà Tí đang đi lỗi. Ngư vẫn đang có một cái thế dàn quân hai cánh, hai tay hai đạo rất đẹp. Và chúng ta thấy là cái thế đứng quân này chắc chắn là Ngư đang là người có lợi hơn. Những cái thế đứng quân và dàn quân là quá đẹp của Tiểu Thị Ngư. Thằng Tí tới đại đấu lỗ chặt chẽ luôn đây các bạn. Úi dồi ôi, hỏng rồi. Cứ bị bắt lẻ như thế này là chết dở luôn. Cứ bị bắt như thế này là dở luôn. Một cái vị trí dàn quân đẹp đứng trên dốc. Hai tay hai đạo. 42 của với cầu thủ Tiểu Thị Ngư. Đây rồi, cơ sở là bàn của Mai Cú Tí bị lộ. Bị lộ tên này và Ngư cũng đang vừa mang quân của mình ra để chuẩn bị bắt. Và vẫn là bằng hai tay hai đạo anh em ạ. Vẫn là hai tay hai đạo đến từ Tiểu Thị Ngư. Một tên vâng đạo trên và một tay đạo dưới. Và hệ đánh cùng R thì hai đạo thì nó cũng chưa phải là nhiều lắm. Nhưng hai đạo là quá hiệu quả dành cho Ngư ở thời điểm này. Không có gỗ để phải e dành cho Ngư. Hai tay của Ngư vẫn đang cầm hai cái đạo cùng mà anh nó ăn được rất nhiều dân của cái thủ Mai Cú Tí. Và ăn được quân của Mai Cú Tí cũng nhiều. Và ở thời điểm này thì khả năng cao là Tí đang ở trong một cái thế là không khỏe hơn Ngư đâu. Không vẩy được e hết gỗ anh em ạ. Nếu như Ngư mà vẩy được e thì khả năng cao là Tí sẽ fit luôn dân. Ui giời ơi, khả năng là fit luôn dân. Vâng, ui Tí đi sai anh em ạ. Vâng, trận thi đấu này Tí đã có những cái lợi thế cho mình rồi. Timeline lúc đầu đè lên sớm hơn cung R có trước. Vâng, timeline đã có những cái tên gọi là vâng cũng đi rồi. Nhưng cũng không thể vật được game thủ Tiểu Thị Ngư. Và Ngư vẫn hai tay hai đạo bắn. Ngư bỏ khu vực nhà BA và một tay đi bắn mặt ruộng, một tay đi bắn mặt gỗ. Tí không đỡ được ở nhà và trong cái thế bay nhà thì Ngư là người làm tốt hơn.
1-0 dành cho cầu thủ Tiểu Tình Ngư ở trong kèo thi đấu ACDN, và chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo thôi. Rồi, chúng ta sẽ chờ đợi để đến với lại một trận thi đấu tiếp theo, một trận thi đấu hai anh em nhá. Anh Ngư như là đi ra ngoài vẫn chấp đóm rồi anh em ạ. Và không thấy cam, chính xác là không thấy Ngư ở trên cam thì khả năng là anh ấy đi ra ngoài rồi. Xem BB ở đâu ạ? BB thì đang đánh ở trên kênh Thiên Khôi Sport Facebook nha anh em ơi. Và Thiên Khôi Sport Facebook. Bị đánh ở trên Facebook nha anh em ơi. Anh Ngư có lẽ là vào sau trận thi đấu đầu tiên này anh cũng phải ra ngoài gọi là làm tí đóm rồi. Trên màn hình máy của chúng ta thì tôi đang không thấy cái thủ Tiểu Tình Ngư. Thôi chúng ta cắm tạm bằng hai đại sứ thương hiệu vậy. Tiểu Hóa Ca, Hòa Hải và Nhãn Tử. Và ba game thủ đang có mặt ở trên camera. Nhìn Tiểu Hóa Ca thì tôi liên tưởng đến một game thủ cũ của Việt Nam anh em ạ. Ông này nhìn tôi thấy có hơi nhác nhác Tiểu Bần Thầu, mà nói chung có cái gì đấy lại pha pha với lại game thủ Meo Meo. Vâng, tôi vừa nhìn thấy có cái nét gì đấy giống ông Tiểu Bần Thầu, mà cũng có nhìn thấy một cái người mà cũng khá khá giống cái kiểu này, đó là anh Meo, game thủ Meo Meo cũ ấy anh em, hay thật. Rồi, như vậy là game thủ Tiểu Tình Ngư đã vào mạng để chúng ta chuẩn bị đến với trận thi đấu thứ hai, trận thi đấu tiếp theo. Tạm thời thì tỷ số đang là 1-0 dành cho anh Ngư. Yes. Màu hai game thủ Tiểu Tình Ngư ở trong trận thi đấu tiếp theo đây. Giống à? Anh em có thấy có cái gì đấy nó giống không? Cũng có gọi là có tí nét giống nhở, và cảm giác nó có nét. Rồi, như vậy là một bài mà bách quả đầu là với bách quả 7 cây xếp ngay ngắn thẳng hàng, 7 ô đầu cũng đã có luôn rồi, nền đất xanh mượt. Tạm thời là như vậy cho game thủ Tiểu Tình Ngư. Nền đất khá là xanh, khá là mượt. Quả đầu đi xếp rất ngay ngắn thẳng hàng. Mấy ô đầu thì cũng đã có luôn rồi. Yuri.
Như vậy là có thêm một cánh rừng dừa ở cái khu vực đất sa mạc này. Sa mạc thì thường là những cánh rừng dừa. Bấy yêu đầu là bấy yêu nho nhỏ có 4 con của tiểu tuyển ngư thôi. Một con yêu sẽ đá về trước. Để xem là chúng ta khi mà được xem màn hình máy trực tiếp thao tác tay như thế này, các cầu thủ họ sẽ cơ cấu như thế nào. Đi dò góc luôn. Một dần sẽ cắm sâu dò hết cái góc xem có cái gì ấy không. Tạm thời là có thêm một cánh rừng thôi. Không có một cái đồ ăn gì đó ở trong cái góc 9 giờ này. Thường những cái vị trí cái góc kiểu như thế này mà có cái bánh quả, ăn quả xong rồi làm quanh ruộng ấm trong góc thì sẽ là rất đẹp. Bây giờ anh Ngư sẽ phải đi dò thêm ra bên phía bên ngoài. Điều đầu thì còn 3 con chưa đá. Như vậy khả năng cao sẽ đóng nhà với ăn đầu và ăn chung 3 điều luôn. Chỉ đưa một con về trước thôi. Tập trung ép gỗ và sau đó là đóng ghét đầu để ăn chung 3 điều. Bài này thì vẫn đang cần thêm quả, cần thêm voi. Còn bao nhiêu đồ 4 ở thời điểm này thì chưa đủ đồ được. Tăng ship và đi dò thêm. Thao tác chuột của Ngư cũng khá là nhanh kìa bạn. Nhìn ông này thao tác chuột vậy nhằng nhằng cái là hết cái màn hình rồi. S đầu sẽ đóng ở cái vị trí cánh rừng thông đẹp, còn S sau thì mới đóng ở cánh rừng dừa và đốt mấy con hươu. Chúng ta thì vẫn chưa thấy anh đá hươu, vẫn lại có thêm một bầy hươu nữa. Như vậy là bài thì có 3 bầy hươu cho cái thủ tiểu tỷ Ngư. Một hươu đầu và 2 bầy hươu phụ ở bên phía bên ngoài. 3 hươu thì cũng được. Dĩ nhiên là có quả thì bài nó sẽ khỏe khoắn hơn. Còn không có thì vẫn cứ phải ăn hết thôi. Đây sẽ là một bài 3 hươu nha. À, có thêm mai voi ở khu vực trên. Rồi rồi, như vậy là 3 bầy hươu và 2 con voi. Voi này nó khá là xa. Voi này thì không thấy ở gần nhà và không thấy sớm để câu về. Ăn chung với chiếc nhà bằng bét ở bên phía bên ngoài để ăn bầy hươu thôi. 20/24 này cho với game thủ Tiểu Tỷ Ngư. Đây là một chiếc nhà bằng bét mà anh ăn bầy hươu xong thì anh cũng chặt gỗ ở đây luôn cũng được. Trong cái thể loại đánh cung R như thế này thì những cái nhà vực bét nhân đôi thì nó sẽ rất quan trọng. Tiết kiệm được gỗ. Tiết kiệm được gỗ thì có thể vực đóng thêm ruộng, đóng thêm me, đóng thêm ma, có thể vực làm được thêm gọi là nhiều việc hơn. Kiểu kiểu vậy. Ba cái con hươu này thì không đá về từ đầu, mặc dù cái khoảng cách này mà đá thì tôi nghĩ là nó cũng không khó đâu. Nếu mà các cầu thủ Việt Nam thì khả năng là cũng sẽ cơ cấu hết cái bầy hươu đầu về đấy. Nhưng mà Ngư chỉ đá một con thôi, sau đó là ra đóng ghét và nốt ba còn lại. Và tay để làm việc khác anh các bạn, tay để cơ cấu. Ăn đủ ba hươu bài này vẫn còn hai con voi, về lực thì vẫn là ổn thôi. Ba bầy hươu, hai con voi, không có quả. Bầy hươu này là một bầy hươu to và cũng có thể đóng cái nhà bằng bét và ăn cố thêm cửa gỗ ở đây được. Những cái nhà bằng bét mà nhân đôi được như thế này thì nó cũng là tối ưu rồi. Sau khi mà ăn hươu xong thì có thể phải chặt luôn rừng. Vẫn là một bài 27 dân đến từ cái đội Tiểu Tỷ Ngư và kịch đời không quá sớm. 8 phút 43. Không quá sớm. 10 phút 43 lên đời xong và đây sẽ là một bài kích đầu 11 của Tiểu Tỷ Ngư. Trước thì Tiểu Tỷ Ngư cũng kích bài đầu 11, nhưng mà bài ăn hoang lực khỏe nên là sóc 5 nhà BA đều từ đầu. Bài này thì lực đánh giá là cũng được. 3 voi, xin lỗi là bằng 3 yêu 2 voi. Cũng được. Không like tốt tốt à, không nghe anh ơi. Game này là game gì á, game này là game AOE đế chế. Sáu giờ thì cũng đã có một con xe giò đang check rồi. Xoài thạp tí lên đời xong rồi. À, vâng, tí lên đời sớm hơn thì ví dụ Tiểu Tỷ Ngư tầm hơn 20 giây. 43 thì bên này mới lên đời xong, bên kia 21 xoài đã lên đời rồi. Tí lên đời sớm hơn. Tí liệu trận thi đấu này sẽ đi ra cả ai sẽ là đấy cửa nhà đây. Tôi chưa kịp nhìn chỉ số giò. Kịch đời đầu 11. Và 11 phút 04 với bài 27 dân Ngư không cộng để kích đời luôn. Công tác làm với cây ruộng, nâng cấp cho mình cái bổ gỗ. Hai mươi bảy dành cho và kêu thủ Tiểu Tỷ Ngư và bắt đầu vào cơ cấu ăn thêm gỗ và cũng như là vào cơ cấu dài đêm ruộng. Nếu ăn hoa ở trong bài thi đấu này thì nó là một ăn hiu ăn voi thôi, nó cũng bị bay thực đi là khá khá, nó không khỏe như là bài có một bách quả. Tạm thời cũng đã đủ để
để nâng cấp được cái bánh xe rồi. Bài này đủ được nâng cấp bánh xe và tung tắc ra dân. Nói chung là lực bài này tôi đánh giá là nó cũng vừa vừa thôi, nó không khỏe như trận trước. Trận trước không phải ra ruộng vì có rất là nhiều lực ăn hoang khi mà lên đời. Cơ cấu em đang mà được. Chỉ bị lên đời xong và đóng nhà BA thêm. Và nhà của cái thủ Mai của Tý rất gần. Ô gặp luôn BA của cái thủ Mai của Tý ở đây. À Tý lên sớm hơn. Đây là trận thi đấu ba bài của Tý là người lên đời sớm hơn game thủ Tiểu Thủy Ngư hơn 20 giây đấy. Và Tý đây sớm hơn 20 giây. Có cung lờ trước và EBA lại cực kỳ gần nhau. Vâng, thế trận đang rất giống với lại trận thi đấu trước. Đây là một kịch bản rất giống trận thi đấu trước nha. Tiểu Thủy Ngư cũng đang chốt E để tránh những tình huống mà bài của Tý bo A. Lợi thế sẽ dành cho cái thủ bài của Tý ở thời điểm ban đầu khi anh là người lên sớm hơn. Ngư cũng đang chốt E các thứ. Bánh xe đã lên xong dành cho cái thủ bài của Tý rồi. Bánh xe lên xong. Ngư không ra dần và đang tích lực trong bài thi đấu này. Ngư chỉ đánh 27 dân thôi. Lên đời xong thì anh không ra dần và anh đang tích trung bình 500 thực ở trong người. Rồi vác dần ra đập luôn. Có bánh xe cái là vác dần ra đập luôn. 27. Bài này Ngư không tăng thêm một tham nào kể từ khi lên đời. Không sóc thêm một con đông dân nào cả anh em ạ. Và Ngư chỉ đang tích thực. Cố gắng là sóc đều được lấy hai tơn và lợi thế dành cho cái thủ bài của Tý. Khi bây giờ thì Tý đã có cung R rồi, đang bắn vào. Tân cung R đầu tiên của game thủ Tiểu Thị Ngư đã ra 5 con cung R đầu tiên. Vâng, 5 con cung R tơn đầu đều. Ngư đang vác cả dân của mình ra để quẩy. Và game thủ Mai của Tý cũng đang có một vài con đông dân ở đây. Hiểu ra Ngư có đỡ được không? Vị trí nhà BA của Ngư là dưới dốc. Ngư thì à ở dưới dốc, không có tình huống quẩy E của Mai của Tý để bắt tơn này. Vâng, 2 tơn của Mai của Tý rồi. Lợi thế đang là rất lớn. Ngư vừa mới đỡ ra tơn thứ hai. Tý liệu rằng là có chơi được không? Anh sẽ cần phải có một cái thế giản quân đẹp và cũng như là một điều cung R rát lên một chút. Và Ngư đang vác cả dân của mình ra quẩy. Ồ, từ từ nha, từ từ nha. Và Tý đang có thêm một tơn mới. Tý là người lên sớm hơn nên là sẽ luôn có cung R sớm hơn Tiểu Thủy Ngư. 30. Và Ngư lại đỡ thêm một tơn mới ra. Và tơn này chưa chắc Tý đâu ôm được Tiểu Thủy Ngư anh em ạ. Ngư đang điều được. Ngư đang chấp nhận bỏ những cái con đông dân ăn gỗ của mình ra để quẩy. Và tạm thời thì anh vẫn đang cố gắng thủ được ở cái khu vực nhà BA của mình. Tham lai chỉ 28 thôi. Bài này thì tham lai chắc chắn là vẫn đang bị đè. Bởi vì sao? Vì không ra dân. Tí lên đời xong ra dân đều. Chưa đánh nhau thì tham lai đã đè rồi. Nhưng đó là cái tham dân. Còn về tham quân ở thời điểm này thì Tí sẽ cần phải tập trung vào trong những cái tình huống điều của mình. Tí cần phải tập trung điều quân các thứ các kiểu đi. 31 của cái thủ Tiểu Thủy Ngư thôi. Ngư không có quá nhiều dân đâu anh em ạ. Không, gần như là không ra dân luôn ở trong bài này đấy. Chỉ tập trung vào tích cực và sóc đều năm nhà BA thôi. Tí đang đẩy ra, soi ta một tơn. Tham lai đè. Vâng, tham lai đang đè rất mạnh rồi. Và game thủ Tiểu Thủy Ngư đi sai. Tỷ số được cân bằng là 1 đều dành cho cái thủ bài của Tí ở trong vòng lượt thi đấu, kèo thi đấu này. Một bài nhà rất gần nhau. Chúng ta thấy là nhà của Ngư và nhà của cái thủ bài của Tí rất sát luôn. Hai bên đóng nhà BA gần nhau. Ngư ở trong bài thi đấu này thì anh lên sau rất giống với trận trước. Và Ngư không đỡ được. Và trận thi đấu này thì Ngư lực cũng không quá khỏe nên là anh không đỡ được. Một đều rồi. Chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ 3 ngay sau đây thôi. Loại trực tiếp đây các bạn, loại trực tiếp nha. Và cho đến vòng chung kết này là đánh loại trực tiếp rồi. Và thua là dừng bước luôn. Thắng thì vào trong, thắng thì đi vào trong, vào sâu, còn thua thì sẽ loại luôn. Chào anh Đoàn Văn Thịnh nhá, hello anh em nhá. Và anh em đang xem, mọi người có thể bấm cho em xin một cái lượt like cũng như là một cái chia sẻ nhá anh em ơi. Và hiện tại thì anh em cũng biết là đang xem online nhiều như thế này. Có anh em nào muốn xem offline thì mọi người có thể bật đến luôn số 226 Tây Sơn, tòa Bitech Mipec Tower tầng 2. Và trụ sở của Thiên Khôi Group. Hiện tại thì anh em đến đây thì mọi người có thể bật theo dõi trực tiếp kèo thi đấu trên những cái màn hình lớn, trên máy chiếu. Và trên một cái màn hình LED siêu to khổng lồ ở khu vực giữa sân khấu.
Trận ngư, ngư trận nào cũng hơn 11 kích. Hai trận thì ngư anh kích đầu 11 rồi. Trái à, trái phải à, trái phải à, trái đào. Trái đào, phải đào thì anh phải nói rõ. Rồi, chúng ta quay trở lại với mảnh máy thi đấu của cái thủ tiểu tình ngư. Trận thi đấu tiếp theo vào đây sẽ là một trận thi đấu thứ ba và loại trực tiếp luôn đi các bạn. Ai thua thì sẽ dừng bước và ai thắng thì sẽ vào trong. Vẫn thích ngư, cổ vũ cho ngư, ok luôn đây nhá. Khánh Linh trái phải không ạ? Thầu có biết không? Có biết hai bạn này không? Hả? À, Khánh Linh và Hoàng Nguyệt đấy các bạn. Thế thì Khánh Linh trái đúng rồi, Hoàng Nguyệt phải. Đấy, anh em chọn đi. Đấy, khả năng cao là chọn tất luôn cho nó mát nhờ, đỡ với đầu đầu. Khép mỗi cửa cái. Sao? Vấn đề gì? Xem trực tiếp có cần vé không ạ? Không nha anh ơi. Em cứ lên đấy là và anh em cứ lên tầng 2 là mọi người người check cái ở cái khu khu check in đấy, là anh em vào xem bình thường. À, trước lối vào hội trường thì sẽ có cái bàn check in, anh em đến đấy thì mọi người chỉ cần check in thôi là xong, không có vé vùng gì đâu anh các bạn. Xin in for Khánh Linh ạ, em không có khổ. Fan MU và xem Liverpool đá bất hay ạ. Khổ thật sự luôn đấy các bạn, tí thì sao thì anh cũng là một game thủ của Tiền Khôi Sport. Thế là dĩ nhiên là mình cũng sẽ có cái phần gọi là muốn động viên cho tí, mà muốn cổ vũ cho tí. Nó cũng sẽ có một phần đấy các bạn, sẽ có một cái phần là muốn gọi là cổ vũ cho cái cuộc bay của tí. Một trên 16 là 32 game thủ đúng rồi mà. 16 là 16 cặp. Anh em nào mà xem bóng đá thì biết. Vòng 18 là 10, 10 18 là 16 đội. Mà 16 là 32 đội. Thì ở đây chúng ta đang có là 32 game thủ thì nó phải là 1 trên 16. 16 cặp. Xem tí ở đâu thế ạ? Tí thì không lên hình nha anh em ơi. Thôi quay trở lại với cái tù tiểu tình cư thôi. 24 dân. Bài cũng có cái bầy yêu đầu nhỏ nhỏ về, có voi ở bên phía ngoài xa. Voi này thì nó cũng hơi khó để câu về. Hơi xa, lên dốc xuống dốc, vì vậy mà cứ quyết định là sẽ đóng luôn cái nhà vực BS để ăn con voi này không. Bãi quả thì cũng không đẹp cho lắm, bãi quả thì nó cũng hơi bị bắc bắc một tí dốc. À, như vậy là vẫn đã có vâng một con Zoconta,
Bài 27 đến từ vừa game thủ tiểu thủy ngư. 3 trận liên tiếp bài ngư đánh bài 27 dân rồi. Bài này thì cũng có thêm một bách quả ngoài xa. Vẫn còn thừa một cái bầy hiêu ở đây. Xe giò thì cũng đang đi check về cái hướng góc 3 giờ nhưng mà cũng chưa thấy game thủ Michael Tý ở khu vực này. Vậy thì cũng có khả năng sẽ là một bài game thủ Michael Tý ở đâu đó trên 12 giờ. Tôi đang ngang ngáng là khoảng tầm 12 giờ bài này. Ok, luôn chào anh Biên Phạm nhá. Và cái bình luận viên đạt 09 à. Và đạt 09 ngày xưa có cái quả huyền thoại là chấm tới quả phụ chặt tay đúng không anh em? Một cái câu khá huyền thoại của đạt 09 đấy. Chấm tới quả phụ chặt tay. Hai mươi tám dân cho game thủ tiểu thủy ngư đánh bài và 27 dân cộng 1. Bài này thì nhà cũng khá là rộng, mặt góc 9 giờ xuống thì cũng chưa đấy có một cái thế cơ cấu. Mặt góc 3 giờ thì game thủ tiểu thủy ngư đóng bb và sau đó sẽ là một cái hàng e rồi. Bài này thì cái mặt 3 giờ thì cơ cấu trước nó cũng khá là dễ kín, còn cái mặt 9 giờ thì cứ từ từ tục tạc ra vài cây ruộng. Bách quả này thì hơi xấu, ba cây đang ăn khá là xa với trước nhà bg. Quả ngoài gần hết rồi. Ăn hết bách quả ngoài thì anh có thể cơ cấu và ăn hoang thêm một bầy hươu lấy lực nữa cũng được. Đây cũng là một bầy hươu to. Đóng một cái S vừa ăn hươu và sau đó có thể ăn được cả gỗ luôn. Hoang hóa thêm bầy hươu. Rồi. Hoang hóa thêm một bầy hươu. Lượt 2 thì sẽ có Sen Long đánh nha anh em ơi. Hồng Anh đánh lượt 2, Sen Long Tiết Như Vũ đánh lượt 2. Lần đầu sẽ lên đỉnh 4 cặp này. Lần đầu sẽ lên đỉnh 4 máy là BB, Xi Măng. À xin lỗi, BB, Tiểu Thủy Ngư, Hòa Hải và Kamachi. Ở lượt 2 sau khi mà 4 lượt thi đấu này kết thúc và đến với lượt thi đấu thứ 2 thì sẽ lên máy của Hồng Anh, Cam Quýt, Sen Long và Tiết Như Vũ. Và vẫn sẽ phát trên 4 kênh 6 của Thiên Khôi Esports này anh em. Trên Facebook thì sẽ có Thiên Khôi Esports và Thiên Khôi AOE. Trên YouTube cũng vậy. Vâng, tên kênh thì cũng đều là Thiên Khôi Esports và Thiên Khôi AOE cả. Anh em có thể truy cập vào để xem. Bài 14 của game thủ Tiểu Thủy Ngư vẫn là một bài vừa đánh 5A. 27 dần đánh 5A. Đều như vẫn tranh luôn. Trận nào cũng vậy. Cứ phải là vực làm nhà BA sóc đều. À, chỗ này bò được, chỗ này bò được. Chỗ này thì sẽ tầm 4 cái E là có thể bò kín được. Tính ra thì bài thi đấu này rộng nhưng mà cũng có những cái rừng và những cái cánh vực nó giúp cho ngư anh cũng dễ bò nhà đấy, không khó lắm đâu. Mặc dù chúng ta thấy là cái hình nhà thì nó rất là rộng nhưng mà vực thì có và dài, cộng thêm đó là những cái cánh rừng thì về cơ bản là cũng có thể cơ cấu được bài thi đấu này và tí lên đời sau so với game thủ Tiểu Thủy Ngư. Tiểu Thủy Ngư đẩy tân cung đầu của mình 5 con sang thì game thủ Bay của Tý cũng đã có cung rồi và một cái vị trí đứng cung đầu đẹp, một cái vị trí đứng cung đầu trên dốc. Tạm thời thì Ngư đang lùi lại và chờ cái tân thứ hai của mình lên. Anh cũng không quá vội vàng lao vào nhà của đối phương. Bây giờ thì đi một vòng để xem có mặt yếu nào hay không, đốt BB không và đốt E không. Như vậy là sẽ cấu dân của một game thủ Bay của Tý tuần này thì chưa được và lại có cái bài bằng đốt E cổ truyền đây rồi. Với cái cách chơi mà chúng ta thấy cực kỳ quen thuộc đó là một đứng và đốt E của một cái thủ Bạch Cầu Tý lọt luôn vào nhà của Bạch Cầu Tý tơ đầy. Hai tuần cu của cái thủ Tiểu Thủy Ngư đang lọt thẳng vào bên phía bên trong luôn. Tơ đầy thì cái thủ Bạch Cầu Tý đang chạy rồi, anh đang rút dân của mình ra. Chưa thấy mang quân về đỡ ư? Không, như vậy là cũng đã có quân mang về để thủ nhà dành cho một cái thủ Bạch Cầu Tý. Tiểu Ngư ăn được 1 dân, 2 dân, 3 dân, 4 dân rồi. Tơ đầy thì Ngư liệu rằng có chạy được hay không? Anh ăn được dân của Bạch Cầu Tý và anh vẫn chưa mất con cu nào cả. Năm nhà BA vẫn cứ đang là sóc đều ở thời điểm này. Ngư đang muốn đấu ở khu vực này các bạn. Anh sẽ không đấu ở khu vực nhà BA vì nhà BA của Tý có dốc. Ngư vẫn đang khuyết nách của cái thủ bài của Tý. Của Tý bắn E và sau đó lọt vào bắn cực kỳ buốt. Ngư và đang bắn rất nhói ở khu vực này. Hai bên vẫn đang đảo cung R và đấu cơ gọi là. Hai bên thì vẫn đang lắc cung R điên đảo luôn. Là bài 60 nhưng Tý đang là người chết nhiều hơn. Rõ ràng tôi thấy Tý đang là người chết nhiều hơn so với game thủ Tiểu Thủy Ngư ở thời điểm này. Ngư tham lại 57 và Ngư đang cố gắng ép game thủ bài của Tý. Anh cứ khoan vào đây thôi, bây giờ thì cần phải điều giác. Số lượng quân đến từ cái từ mất đi, tôi đánh giá là với game thủ Tiểu Thủy Ngư mất ít hơn. Bài của Tý sắc quân đỏ khá nhiều, thêm một tuần tiếp viện nữa lên.
Tí Tất Đài đang phải mang dân của mình ra chốt, nhưng Ngư vẫn có thể lọt được vào bên phía bên trong. Năm nhà BA vẫn đang là quá đều luôn đấy ạ, không trượt phát nào, vẫn cứ đào quét nạch thôi. Đây là cái vị trí mà cầu thủ Tiểu Tí Ưa đang khai thác vào. Anh không công vào mặt nhà BA làm cái gì, vì mặt nhà BA của đối phương có một cái vị trí dốc. Năm nhà BA vẫn đang vắt quá đều, tục tắc ra dần, tiếp tục nhồi vào bên phía bên trong. Liệu có bắn nổ luôn cái BB đi không dễ đi nhở, và bắn nổ luôn cái BB đi để cùng lờ nó dễ đi vào trong cái khu vực này. Công vào đây thì sẽ bắn được vào, áp lực được vào cái mặt ruộng của đối phương. Đấy, họ đóng nhà cứng rồi, và họ đóng nhà cứng luôn để chặn cái đường bằng đi quân của cái thủ Tiểu Tí Ngư vào. Ngư vào đang điều rất sát ở bên phía bên trong. Năm nhà BA vẫn chưa xịt một tơ đèo cả. Sóc năm A là quá đều luôn đây các bạn. Tí đang mất dần, Tí cứ mang dần ra đóng e như thế này thì Tí sẽ bị mất dần. Và Ngư thì vẫn đang còn quân bên phía bên trong, anh còn quân bên phía bên ngoài, và quân cứ sóc đều năm A và đẩy lên thôi. Tầm này Tí không có thời gian thở, Ngư đang ép cho gần như là không thể thở được, không thể đi ra khỏi nhà. Và Tí đi sai luôn, và tỷ số là 2-1 dành cho cầu thủ Tiểu Tí Ngư. Một bài đấu mà và cầu thủ bài của Tí lên đời sau, lên muộn hơn. Ngư tìm ra được một cái điểm yếu ở trong bài thi đấu này, và anh chỉ cần khai thác vào đấy thôi, anh không cần phải đi móc ở đâu cả, anh chỉ đánh đúng vào một cái điểm duy nhất thôi là cầu thủ Tiểu Tí Ngư có thể và mang về chiến thắng thứ hai cho mình rồi. Nâng tỷ số lên là 2-1. Chúng ta sẽ đến với trận thi đấu tiếp theo. Rồi, chúng ta chờ đợi để đến với trận thi đấu tiếp theo, bằng trận thi đấu thứ tư. Gold please. Yes. Malamas. Holmes. Malamas. Oklahoma. Oklahoma. Đăng ký xem giải thì đăng ký ở đâu BLV ơi ạ? Hiện tại nếu như mà anh em nào muốn theo dõi giải thi đấu thì anh em có thể vượt qua luôn địa chỉ, đó là số 229 Tây Sơn. Tòa Mipic Tower đây anh em. Tòa Mipic Tower số 229 Tây Sơn, tầng 2, và văn phòng của tập đoàn Thiên Khôi. Anh em đến thì mọi người chỉ cần đường đi qua cái quầy check in ở bên phía bên ngoài cửa thôi. Mọi người check in là mọi người có thể vào xem trực tiếp các cầu thủ thi đấu được. Mấy ông bên cạnh đánh chưa? Đang đánh anh em ơi. 4 game thủ ở cái dàn này đang thi đấu luôn rồi. Vào free luôn anh em ơi, không bắt gì cả, anh em vào free thôi. Anh em cứ đến là mọi người qua cái quầy check in để check in thôi, là mọi người vào bình thường, không có vấn đề gì hết, không có phải mua vé hay là cái gì cả, vé vùng gì ở đây. Một nội dung có nhất thì 3-0 hay là chỉ có giải nhất ạ? Sẽ có trận chung kết và trận tranh 3-4 nha anh em. Có trận chung kết thì có nhất gì rồi, và có cả một trận tranh 3-4 nữa. Nhãn Tử thì đang đánh với Long Lê nha anh ơi. Mới làm trên 20, trở lại một chút với bài thi đấu của cái thủ Tiểu Tí Ngư thôi. Bây giờ ăn chung với lại chiếc nhà vương bét đầu. Và thông tin báo về là Hòa Hải đã giành chiến thắng trước Sang Club 3-0 rồi thì phải. Một game thủ khác của Thiên Khôi Sport thì cũng đang thi đấu, đó là game thủ Sang Club, thì có vẻ như là đang thua 3-0 rồi. Nhãn Tử thì sẽ không lên hình nha anh em ơi. Nhánh khác xem kênh nào ạ? Hiện tại thì bốn kênh lại trực tiếp của Thiên Khôi
thì đang quay bốn máy là BB, Tiểu Thủy Ngư, Hòa Hải và Kamachi nha anh em. Hai kênh trên Facebook là Thiên Khôi Esport và Thiên Khôi AOE, cũng như là hai kênh trên YouTube là Thiên Khôi Esport và Thiên Khôi AOE luôn. Quay bốn máy và hiện tại đang quay lượt thi đấu đầu tiên. Xem màn hình máy của Bi thì anh em phải xem trên kênh Facebook Thiên Khôi Esport nhá. Ngư Long thì phải đánh lượt 2 nha anh em nhá. Long thì sau cái lượt thi đấu này thì Long lên hình. Sau lượt thi đấu này đến lượt 2 của Long thì Long lên hình. Sẽ Long thì gặp Phương Thảo, một game thủ đến từ Mắc R. Sẽ Long gặp Phương Thảo, một game thủ đến từ AOE bán chuyên. Nghe cũng khá là dễ thở thế cho anh Long nhỉ anh em nhờ. Lần đầu gặp một game thủ đến từ Bắc R thôi. Đánh giá thì đó cũng không phải là một game thủ gọi là top quá cứng ở trong nội cung đánh nội dung cung R này. Rồi quay trở lại với game thủ Tiểu Thủy Ngư đã. Bài 26 dân. BB thì đóng ở ngay đây, nhà thì cũng cơ cấu rất là gọn thôi. Bài này thì cái thủ Tiểu Thủy Ngư cơ cấu một cái thế bài mà tương đối là gọn. Lên đời sau so với cái thủ Mai của Tí. Và lên sau cái thủ Tí. Kịch đời vào 11. Tí thì chắc chắn là kích ở trong 10 rồi. Bên phía bên này thì anh Ngư kích 11 với bài 26 dân cộng 1. Nâng cấp cái chặt gỗ lên. Ăn voi xong thì bây giờ thì ăn luôn bên phía bên gỗ bên phía bên ngoài. Còn bài này thì lực đang khá là yếu. Bài này lực yếu ấy các bạn. Chúng ta thấy là cái chặt gỗ xong là trong người cũng không còn bao nhiêu thực và đang cố gắng là ép ruộng luôn. Tầm này là phải ép chân lực ruộng luôn. Cứ đủ gỗ phát là phải đóng ruộng luôn. Rồi 2, 4 6, 8 cái ruộng, 9 cái ruộng, 10 cái ruộng luôn cho cái thủ Tiểu Thủy Ngư. Ép nhanh được 10 cái ruộng ở thời điểm này. Căn bản là cái thủ Tiểu Thủy Ngư cũng không còn cái tí lực ăn hoang nào cả. Anh hết sạch lực ăn hoang rồi. Phải ép chân lực ruộng ra thôi. Đủ thực tế là các bánh xe và tung tắc ra đến vài dân. Phải thi đấu này sẽ lấy được mấy A đây. Nâng cấp bánh xe khả năng sẽ là một bài lấy được 4A rồi kìa bạn. Ô, ô thế như vậy là tí ép đời xịt à? Ồ, thế như vậy là lên đời 2 sớm hơn. Nhưng mà lên đời 3 thì thủ Mai có tí là lên đời chỉ là cân thôi nhá. Lên đời 2 thì rõ ràng là lên sớm hơn cái thủ Tiểu Thủy Ngư. Nhưng mà lên 3 thì lại lên chỉ là cân thôi. Thế thì vẫn bình thường, chưa có gì cả. Lên đời 3 chỉ là cân bằng với nhau. Thì bên kia có cung thì bên này cũng có cung, không có vấn đề gì. 29 dành cho một game thủ Tiểu Thủy Ngư. Tục tăng ra dân, tục tăng ra ruộng. Bài thi đấu này thì lực không khỏe. Tân cua đầu tiên, bài mà đánh được 4A thôi. Sóc rất đều và check cũng rất kỹ luôn. Và có nhiều game thủ đánh cung thì họ sóc tân đầu là không cần phải check. Thế nhưng mà bên này thì cái thủ Tiểu Thủy Ngư là chúng ta thấy anh mà Kanchoda để check. Kanchoda theo kiểu là dẹt 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 luôn đấy. Tân cua đầu tiên đã có 4 nhà BA và tuần tiếp theo một con sẽ ra sau một chút xíu. Bên kia thì game thủ Mai Cô Tí có cùng là 5A dành cho game thủ Mai Cô Tí. Trong khi đó bên này chỉ là một bài 4A thôi. 4A đối đầu với 5A lên đời cân phớ. Lợi thế của game thủ Mai Cô Tí là có. Anh đánh được 5A trong bài thi đấu này. Quân của Tí sẽ nhiều hơn và Tí cũng đang chiếm được cái con dốc. T
Lý đang tạm thời là đứng ở trên cái con dốc trước cửa nhà BA của cái thủ tiểu tình ngư. Ở vị trí dốc này mà tưới xuống thì chắc chắn là Tý sẽ là người có lợi thế hơn. Tý đang mang tờ thứ hai của mình lên, mất một cung R rồi. Vâng, mặc dù là số lượng quân ít hơn nhưng mà tuyến này với tiểu tình ngư điều tốt và anh đang tạm thời là được một cung, giảm bớt được cái số lượng quân của đối phương. Vâng, Tý lại tiếp tục dồn lên và ốp A. Và có con dốc này mà liệu rằng ngư có đỡ được không? Ngư đang có cái vị trí đóng A nó không quá đẹp. Cái vị trí đóng A của anh nó đang nằm toàn ở cái thế gọi là vực dưới dốc thôi. Tý thì không có quá nhiều ruộng ở nhà, một bài điên hoang bắt quân và đóng nhà với BA cũng khá gần được cái khu vực mà BA của vực tiểu tình ngư. Nhà của Tý không có gì đâu, một cái ruộng thôi. Cái kia thì là một bài vực điên hoang thôi à? Điên hoang thôi, điên hoang thôi, thì bên này chỉ cần thủ được thôi là tươi. Càng đánh về lâu về dài thì những cái bài của chắc ruộng lực nó bền, đánh về lâu về dài thì sẽ là ok. Nhưng bây giờ thì kỳ thủ bài của Tý với cái số lượng quân đông vẫn đang áp lực, và vẫn đang rất áp lực vào nhà của thủ tiểu tình ngư. Và ngư có dân ra quẩy tên này, và Tý cũng vậy. Vâng, Tý đang vác cả dân của mình ra quẩy cho kiếm thủ tiểu tình ngư. Vị trí đứng quân của cái thủ bài của Tý đẹp hơn quá nhiều, và đó là một cái vị trí đứng quân trên dốc. Bây giờ thì ngư liệu rằng có đỡ hay không khi mà lượng quân của cái thủ bài của Tý đang là quá đông rồi. Ngư không thể đỡ được ở trong trận thi đấu này, đỡ được không? Vâng, tôi bảo là không đỡ được, nhưng ngư vẫn đang cố. Ngư đang trèo kéo ở trong thì anh vẫn đang làm ăn được. Rõ ràng là tiểu tình ngư ở trong không hề mất cái gì cả. Tý chưa động được vào ruộng của ngư tiểu tình ngư mà đang tập trung đứng đốt à thôi, đang đốt à, đang ốp à, và một hai con cung R đang lọt vào bên phía bên trong, và ngư đang trong một cái thế rất khó rồi. Làm sao để ngư có thể đỡ được ở trong trận thiếu này đây? Anh chỉ còn có 3 nhà BA thôi, và bây giờ thì anh cũng đang mất luôn những cái cơ sở làm ăn của mình rồi, không có quân để thủ nhà. 34 dành cho một game thủ tiểu tình ngư, dạt nhà một tên. Vâng, dạt nhà một tên. Vẫn còn ruộng nhá, Tý vẫn chưa quản được hết ruộng đâu. Ngư mặc dù đúng là chạy ra ngoài nhưng mà vẫn còn đang làm ăn ở trong khu vực chính. Ảo ma Canada thật, chạy một tân dân ra ngoài nhưng vẫn làm ruộng ở bên phía bên trong được. Thế mới hay. Nam Ai Tụt đang là rất mạnh đến từ game thủ tiểu tình ngư. Và bây giờ thì Tý đã đè quá mạnh rồi, với tỷ số là 2-2 dành cho với game thủ Tý ở trong kèo thi đấu này. Một bài thi đấu và lên đời chỉ là cân với nhau thôi. Nhưng bên kia thì bài của Tý đánh được 5 nhà BA, trong khi đó bên này thì game thủ tiểu tình ngư lại chỉ cơ cấu được một bài 4 nhà BA thôi. Một bài lực không khỏe. Đây là một bài đi đấu bài vật lực của tiểu tình ngư không quá khỏe. Anh chỉ cơ cấu được 4 A thời điểm ban đầu, và anh không chống được game thủ bài của Tý với cái bài 5 A. Và đặc biệt là cái vị trí quân của game thủ tiểu tình ngư, không, chính xác là cái vị trí quân của và game thủ Michael Tý lại là cái vị trí mà có những cái con dốc đẹp. Và những cái con dốc đó cộng thêm một cái lượng quân đông hơn, Mai của Tý ép được game thủ tiểu ngư ở trong trận thi đấu này để cân bằng tỷ số là 2-2 rồi. Rất hay. Bây giờ thì chúng ta sẽ chờ đợi để đến với trận thi đấu thứ 5. Zuka và ok luôn anh em. Ok. Yes, gold, please. Có cam luôn. Và chúng ta đảo qua cái cam một chút xíu thôi, vì các game thủ cũng đã bắt đầu trận thi đấu thứ 5 rồi. Thỉnh thoảng ngó qua một tí thôi. Thiếu bên thế nào đâu anh em ạ. Và đánh loại trực tiếp mà đang cân 2-2 như thế này thì cũng chẳng biết thế nào ở đâu. Biết thế nào được một lần. Lỡ ngớ là tiểu tình ngư đã bị loại luôn ngay từ cái vòng thi đấu đầu tiên, thì đây sẽ là một cái bất ngờ rất rất lớn của giải thi đấu lần này. Liệu có cái kịch bản đó xảy ra hay không thì chúng ta sẽ còn phải chờ xem. Và hạt giống cũng như là ứng cử viên cho chức vô địch của vòng nội dung cùng là solo AC, liệu sẽ có một bất ngờ nào đó hay không? Biết thế nào được trong bát trong đĩa anh em, biết thế nào được. 10/12, bài thi đấu cầm bầy Syrian đến từ bậc game thủ từ tỷ ngư. Có voi, bầy hiêu cũng đã có rồi, đôi voi bầy hiêu cũng tạm tạm rồi. Hai voi cầu về, hiêu đầu cũng khá to, và thêm một bách quả nữa là ngư cũng sẽ ép được đời với bài thi đấu này. Thêm cánh rừng.
Ừ, bắt đầu đóng máy chưa? Hai hit bắt đầu. Rồi quay đầu nhưng mà chết không quá xa. Hoàng Điệp. Hoàng Điệp đây không biết có phải là Xeo Điệp không nhỉ? Và có phải là Anh Điệp không nhỉ? Con voi thứ hai cũng đang bề cho cái dụng Tiểu Thị Ngư. Chết dân luôn ạ. Ôi giời ơi, tình huống chỉ sư tử khá lăng hoàng của cầu thủ Tiểu Thị Ngư và anh chết một dân, một sư tử thôi, nhưng mà tình huống chỉ chuột của anh nó cũng không được chuẩn cho lắm. Ngư lại chết dân trong bài thi đấu này và vẫn còn đang thiếu một bách quả đấy nhá, chứ không biết thế nào một lần đâu. Bài này đôi voi mình yêu đầu rồi, nhưng mà vẫn cần phải có thêm một bách quả nữa để áp đời cho nó khỏe thì chưa thấy. Chết một dân, tình huống mà đánh giá là vừa chết nó cũng hơi lãng xẹt đấy các bạn. Con sư tử cắn thì vâng, chỉ con dân phi thôi là xong rồi. Nhưng mà tôi thấy là có một cái tình huống mà chỉ hơi xịt. Thằng chấm kết quả chặt tay lại văng vẳng lên cái câu nói của Đạt 09 ngày nào ở bên đất Trung Quốc. Trong đầu lại đang văng vẳng lên cái câu nói của Đạt 09 ngày nào và chấm kết quả phụ chặt tay luôn. Bài này đang thiếu đúc bách quả cho Ngư và Ngư vẫn chưa thấy các bạn. Hay thế nhờ. Chết thêm dân nữa không nhỉ? Thật chết tôi. Vâng thôi thì cũng phải có tí cổ vũ cho anh em Việt Nam chứ. Vâng phải cổ vũ cho anh em Việt Nam một tí. Vâng mặc dù là mình cũng đang bình luận máy của cái tụi Tiểu Thị Ngư. Nhưng đây là một bài thi đấu mà. Đây là một bài thi đấu mà như vậy là vẫn có quả dành cho anh Ngư ở trong trận thi đấu này. Bài quả đó hơi xa. Một bài quả phụ xa kích đời 8.5 với 28 dân trừ 1. Vẫn có quả anh em ạ. Và không hiểu bùa được. À có ăn chanh, con chanh bài này yếu đấy. Có ăn chanh thì chắc chắn là bài này của cái thủ Tiểu Ngư chắc chắn là bài yếu. Ăn chọn cái bách quả này thì đó mới gọi là đu đủ thôi. Mà khi mà bị ăn chanh như thế này thì anh Ngư anh cũng sẽ không có quá nhiều lực đâu. Cũng yếu thôi. Thôi lại còn thêm hai con hổ vàng nữa. Thêm vài con hổ vàng nữa thì gãy. Toàn cái như là nay chưa bình luận anh em ạ. Toàn bắt đầu từ ngày mai mùng 7 bình luận. Đây vẫn còn một bầy yêu nhỏ nhỏ 4 con này. Đá tạm một con về trước. Tầm này mà đóng ghét thì tiêu gỗ nên là chỉ có thể là đá tạm một con yêu về thôi. Tầm dồn lên thì cũng gần đủ cho anh Ngư rồi. Vẫn đủ. Vẫn đủ, vẫn đủ. Đóng nhà điều kiện xong là vẫn đủ thực để có thể kích đời luôn. Và thậm chí là vẫn có lực thì mà vẫn còn thêm 3 con hiều nữa. Cắt tranh như thế này thì nói chung là lực của Tiểu Thị Ngư khỏe đấy cũng không phải là khỏe. Tiểu Thị Ngư phải không có cái bầy hiều kia gây các bạn. Cái bầy hiều còn 4 con ấy. Không có bầy hiều đấy thì bài chắc chắn yếu. Nhưng mà ăn thêm 3 con hiều đấy thì vẫn có tí thực, vẫn thi đấu được. Bài quả thì bây giờ thì hai bên cũng ăn xong rồi. Cơ cấu ép thêm gỗ về ra ruộng là Điền Hoàng đây. Tôi nghĩ là Điền Hoàng luôn. Tôi nghĩ là đập lô Điền Hoàng luôn. Chứ tập này mà về ra ruộng nữa thì... À vẽ ruộng luôn ở BG cho nó tiện. Như vậy là sẽ không Điền Hoàng mà túc tắc ra ruộng thôi. Cố đá được hiêu về không nhở? Vẫn còn mấy con hiêu ở đây. Vẫn còn mấy con hiêu ở đây mà anh... À đấy. Không đá nữa mà quyết định là ra và nó quét ăn luôn. Rồi đóng một cái ad chay và ăn luôn bầy hươu còn lại 3 con thì nhiều con đã đá về trước. Bài này khá là lòng ngoằng mì tôm cho cái thủ Tiểu Thị Ngư. Đẹp nhất thì đá được 3 nhiều về BS để đỡ tốn 120 gỗ mình vẽ lên một cái ruộng. Nhưng mà hươu nó cũng xa nên là thôi không đá gì cả. Đóng ad ăn luôn. Như vậy là có 7 e chốt A đến từ vào game thủ Tiểu Thị Ngư nha. Ruộng của anh ấy cũng đang làm ăn rất gần với lại BA của cái thủ Michael Tý. À, à.
Xem nào, một tình huống mà hai bên đang có những cái turn mà phát hiện ra BA của nhau cũng như là chốt E, chốt đèo các thứ rồi. Ô, vẫn đang bị tạm đây. Vâng, đóng E đi. Vậy rất nhiều vòng BE đến từ vòng game thủ Tiểu Tình Cư. Michael Tý cũng đang ra để có thể vòng chốt E lại. Nhưng mà bên này thì game thủ Tiểu Tình Cư đã có bánh xe rồi và anh vụt luôn. Và anh vụt sớm như thế này, game thủ Michael Tý vẫn đang chưa nhốt được cái BA của vòng game thủ Tiểu Tình Cư đâu. Vụt sớm như thế này thì khả năng cao là vòng game thủ Michael Tý chưa nhốt được A của đội bạn. Bên này Tiểu Tình Cư 30 nở tân cooler đầu tiên. Bên kia Tý cũng đang nở tân cooler đầu tiên. Và Tý 53 trong bài thi đấu này đúng không? Và tôi nhìn không nhầm thì là vòng 5 cooler tân đầu. Có 7 e và bắt lẻ một cái chú bộ đội trước. Tiếp tục là một tình huống 7 e của cái thủ Tiểu Tình Ngư. Và Ngư ăn tạm được một cung R của cái thủ Mai của Tý tuần đầu. 32. Vậy là thì Ngư anh không có một cái lực quá khỏe đánh được 4 A thôi. Sau đó thì cái thủ Mai của Tý đang phải rút lui. Tý vẫn đang rút lui để gom cung và Tý bị nhốt một BA ở thời điểm này. Tý đang bị nhốt một BA. Và Tý chết thêm một con cung R nữa. Như vậy là Tý đang chết hai con cung R rồi. Còn Ngư thì chưa. Như vậy là Mai Tý cũng đang đi luôn cái tuần cung là đầu của mình sang để bắn nhà của Ngư Tiểu Tình Ngư chứ không đứng nhà thủ. Tý không thủ trong bài này mà anh quyết định là đẩy sang nhà của Ngư để bắn luôn. À, nhà của Tý cũng không có gì đâu anh các bạn. Tôi thấy là nhà của Tý trông cũng không đẹp, ăn hoang bên ngoài đi ăn chanh. Bài mà nhà rừng dừa mới hở toang hoác luôn. Nhà của Tý cũng là một cái thế bài nhà xấu đấy. Nhà của Tý là thế bài nhà xấu đây, rừng dừa để ăn toang hoác luôn đây. Tham lai 40 tạm thời đi đang về đứng kê thủ và nở tham đều thôi, cũng không phải đi nhiều. Với bên kia nhà đội bạn không có gì đấy, cũng chẳng phải đi nhiều. Và Ngư ve ruộng quả là lãng mạn thật sự luôn đây các bạn. Nhìn những cái quả vầng vẩy ruộng của anh Ngư thật sự là rất lãng mạn luôn. Và bài 41 bên kia họ nhà xấu đây là sẽ không phải đi công quá nhiều đâu, tập trung đứng ở nhà và nở tham to ra thôi là xong rồi. Đi một tuần quản, một tuần quấy thôi. Và Ngư đã quá rõ và gọi là quá hiểu một cái thế trận rồi nên anh biết phải làm gì. Anh đứng rất nhiều quân đứng kê và làm ăn ở nhà nở tham đều thôi là xong. Và đi một cái tân cung để quản ra nhà cái thủ Mai Cú Tý. 44 của cái thủ Tiểu Tình Cư ở thời điểm này. Như vậy là và không thấy Tý công nhà của mình nữa thì anh quyết định là đẩy đi thôi. Đứng kê rất nhiều quân nhưng đối phương lại không vào, không móc máy gì ở nhà nên là quyết định là đẩy thẳng sang nhà của cái thủ Mai Cú Tý một tân. Và đây là cái tân dần bãi gỗ quá to và liệu rằng Tý có để ý không. Rất nhiều dân của cái thủ Mai Cú Tý tân này đang bị Tiểu Tình Cư bẻ e. Vâng, Tý đang mất tay ăn quân nhưng đổi lại thì anh cũng đang bị chết một cái tân dân rất đau và bẻ e không được. Tiểu Tình Cư bẻ e của Ngư là hơi xịt nhưng mà dân của cái thủ Mai Cú Tý nằm xuống cũng khá nhiều tân này. Cắt một nửa về thủ nhà, khả năng sẽ phải cắt một nửa về thủ nhà và một nửa thì đi quản, đúng rồi. Và Ngư cũng đã biết phải làm gì, anh quá biết phải làm gì thì đúng hơn. Anh đi một tân quản còn lại thì về đứng nhà và bắt quân của vâng game thủ Mai Cú Tý. Mai Cú Tý cũng phải e lại và cũng đang ăn được dần. Và Tý cũng có tình huống phải e rát. Bây giờ thì sẽ là một tình huống đấu đến từ cái game thủ Ngư đang phải e để trèo dốc của một cái vị trí đứng đẹp hơn. Ngư rõ ràng là đang ở trong một cái vị trí đứng đẹp hơn, anh vẩy được e và trèo được lên dốc. Nhưng với cái số lượng quân không đông hơn, bên kia đội bạn thì cái thủ Mai Cú Tý đang điều. Tạm thời thì Ngư cũng đang phải vâng giật đuôi lại một tơn đã. Ăn thêm được một tơn dần của cái thủ Mai Cú Tý rồi. Dần của Tý chết đi khá nhiều. Tý đang cấu lại và Tý đang ăn lại dần của Ngư Tiểu Tình Ngư. Ăn miếng trả miếng liên tục. Ăn miếng trả miếng liên tục. Bây giờ thì game thủ Tiểu Tình Ngư cũng đang không có nhiều thực. Anh đang phải dàn cái tân ruộng của mình đi nên là thành ra lượng thực ở thời điểm này đang khá là yếu. Nhưng mà bên kia thì game thủ Mai Cú Tý thì tôi không biết là có lực hay không. Ăn hoang thì chạy rồi, ruộng thì cũng không có mấy. Có lẽ là game thủ Mai Cú Tý cũng yếu thôi chứ cũng không khỏe ở trong thế trận này đâu. Ngư đang 32 và anh đang bị trứng tham. Ngư đang bị chứng tham vì anh đang không có thịt để xong quân và có mỗi gỗ ở trong người thôi. Một quân đồng cái nhỏ, hai tay hai đạo tên này và bắt chết quân thôi game thủ Mai Cú Tý. Và khó thì cho Tý rồi. Hai cánh quân của game thủ Tiểu Tình Ngư sập vào là quá đẹp để bắt chọn cái tên cung là còn lại. Và tỷ số được nâng lên là 3-2 dành cho game thủ Tiểu Tình Ngư. Một bài mà nhà của Tý thì cũng rất rất xấu. Chúng ta thấy là nhà của Tý kìa, chả có một cái thế gì cả. Bằng rừng dừa, nhà rộng, ăn chanh. Tưởng chừng như bên phía bên này thì nhà của Ngư sẽ là bài xấu nhưng không, bên kia thì Tứ Ý cũng rất xấu. Cũng chả thấy đẹp đẽ ở đâu cả. Trong bài của Ngư cũng cảm thấy là xấu đấy và bên kia thì Tí thì cũng thế thôi. Không có bất ngờ nào xảy ra.
Tiểu Thị Ngư chốt được những cái turn E của BA và BA của game thủ Mai Cầu Tí thời điểm ban đầu. Lấy dần những cái lợi thế nhỏ, cứ ăn một hai cung lúc đầu thôi, tích dần lại thì nó cũng sẽ là những cái lợi thế. Rồi, chúng ta sẽ đến với lại một trận thi đấu thứ 6, 3-2 cho Ngư ở trong vòng lượt thi đấu đầu tiên. Chúng ta cũng quay trở lại với màn hình máy của cầu thủ Tiểu Thị Ngư, trận thi đấu thứ 6. Tiểu Lâm 4-0 Trường Béo. Trường Béo cũng là một game thủ cứng của Mark R, cũng 4-0 rồi. Đại Trù cũng 4-0 gió luôn ạ. Và Đế thắng 4-0 như thiếu. Ái già cũng khỏe nha. Đế là một game thủ đến từ Mark R. Qua 2-4-0 sang club và tôi đang thấy có mấy cái kèo là đang 4-0 rồi. Vì 4-1 tiểu AK. Update nhanh một chút về kết quả của và các cặp thi đấu ấy các bạn. Tí thì không lên hình nha anh em ơi. Trở lại với game thủ Tiểu Thủy Ngư. Bài thi đấu mà cũng đang có cho mình voi và hiêu ở đầu rồi. Có voi có hiêu rồi. Hồng Anh thì lượt 2 đánh anh em ạ. Hồng Anh lượt 2 đánh ở trên kênh Thiên Khôi Sport Facebook. Rồi trở lại với bạn với thi đấu ACDN của vận game thủ Tiểu Thủy Ngư. Một bầy yêu đầu về. BS này thì đóng nhân đôi và được cả vàng luôn. Chúng ta thấy là một cái BS mà có thể ăn cả vàng. Nhưng còn AC này thì cũng chưa tính gì đến vàng cả. Xử lý xong bầy yêu bây giờ thì dành tay với câu voi về. Xe giò của tụi Mai Công Tý cũng đang đẩy đến khu vực này. Liệu rằng thì cũng biết là Ngư ở đây không. Bắt đầu cắt dần dần của mình ra. Rồi, đội voi đầu tiên về. Bắt đầu cắt dần ra và điền bách quả. Bài đôi voi bởi yêu bách quả như thế này thì nó ăn là đủ rồi. Và thực ra thì cứ cơ bản là những cái bài đôi voi yêu quả thôi là đã đủ để ép đời rồi. Thêm một bách quả 6 cây nữa dành cho cái đội Tiểu Thủy Ngư. Map này nhìn khá là quen đấy các bạn. Bên ngoài thì vẫn còn thêm một cái bầy yêu phụ nữa để lấy thêm lực. Nói chung là về lực thì không thiếu. Ăn thêm cái bầy yêu nữa thì càng khỏe. Nhưng mà quan trọng là có ăn hay không. Và tại vì thường thường là khi mà đi ăn thêm hươu ấy thì cái bầy yêu đấy nó phải có thêm cánh rừng thì mình mới ăn, mình mới ưu tiên là bằng đi ăn hoang để mình có một cái nhà bằng bếp nhân đôi. Chứ còn đóng một cái ăn chay thì thường là mình sẽ không đóng ăn chay. Nhưng mà là Ngư thì không ăn cái bầy yêu ở bên dưới mà ăn cái bầy yêu ở bên trên này, vì bên trên có cái bếp để nhân đôi để cả rừng thì nó sẽ là hợp lý hơn. 27 dân, bài này thì về lực thì ok rồi, nhưng mà về bài thì nhà cảm giác thì nó cũng không gọn được cho lắm. Chúng ta thấy là cái bài của cái thủ Tiểu Thị Ngư thì rừng nó bám về biên, nên là thành ra là cái mặt tiền thì nó khá là rộng. Alma.
đâu ạ? À? Quýt cũng đánh ở lần 2 nha anh ơi. Quýt cũng sẽ đánh ở lần 2. Rồi, BA. Kích đời 10 rưỡi với 727 cộng 1 mắc bình rồi. Mắc bình. 13x27 dân cộng 1 dành cho cái đội tiểu tử ngư. Về ép đời thì là mắc Calabill. Bây giờ thì sẽ là cái thời điểm cơ cấu và cái thời gian để anh cơ cấu lực. Thực thì cũng đang khá là khỏe rồi. Bây giờ thì cơ cấu ép thêm gỗ và cần sẽ có cái nhà vật bé thứ ba nhưng mà nó chưa thấy dừng đâu. Đánh cung đời thì auto là phải 3S rồi. Rất hiếm khi mà chúng ta thấy các game thủ mà đánh cung đời mà chỉ ăn 2S thôi. Và đây là một cái vị trí có rừng. Và cái bầy yêu này hoàn toàn nó cũng có thể vẫn ăn chung với cái rừng được. Bài đẹp đấy các bạn, bài đẹp đấy. Hai bầy yêu đều có thể vẫn đấu ghét ăn chung rừng. Đôi voi về và có quả phụ. Mắc Calabill luôn. Rất nhiều lực. Ăn xong cái bầy yêu này nữa thì cực kỳ nhiều thực cho game thủ tiểu tình ngư. Anh sẽ không phải ra quá nhiều ruộng ở cái thời điểm ban đầu, cứ xong dần rồi. Nâng cấp bánh xe rồi xong dần, ăn gỗ mạnh lên là được. Tầm này thì sẽ cần phải ăn thêm tí gỗ nữa. Được 5 nhà BA. Vậy là lên đời sớm hơn game thủ Mai Của Tí ở bên kia một chút. Khi nào ông anh đánh ở lượt 2 nha anh em ơi. Đấy, sau khi mà cái lượt đầu kết thúc thì ông anh sẽ đánh ở lượt 2. Hiện tại chúng ta đang theo dõi lượt đầu đây. Ông anh thì sẽ đánh ở trên kênh trên Khôi Esports Facebook. Ồ, dâng Nga lên từ bài một tí à. Vâng, dâng Nga lại vào đúng nhà BA của cái thủ tiểu tình ngư. Và ngư lại là người lên đời sớm hơn. Tôi xong rồi, tôi xong anh tí rồi. Anh tí đi dâng Nga lại vào đúng cái vị trí nhà BA của cái thủ tiểu tình ngư. Và trong trận đấu này thì ngư có cái lợi thế lên đời là sớm hơn. Cảm thấy nhờ, cảm thấy nhờ. Năm trên 52 dành cho game thủ tiểu tử ngư Mai Của Tí đi dâng Nga trong bài thi đấu này. Và anh đi dâng Nga trong bài thi đấu này và anh cũng đang cố gắng ép một khu vực nhà BA của anh ngư. Nhưng nếu như nói về vầng solo cung đờ và điều đờ tay đôi như thế này thì cũng không dễ gì để có thể chơi được ngư anh các bạn. Đấu cung đờ và solo tay đôi như thế này mình nhớ rằng Tí có đủ rát. Vâng, điều có đủ rát để có thể chơi được ngư hay không. Ngư thì vẫn đang vừa dồn ra và bắt dần với những tình huống ấy đàn. Anh đang bắt dần tần những cái tần cung R của game thủ Mai Của Tí. Những cái tình huống mà chúng ta thấy là cung R vào số thẳng vào, đâm thẳng vào với Adran và ăn cung R của game thủ Mai Của Tí để dứt điểm ở trận thi đấu thứ 6. Như vậy thì ở trong lượt thi đấu này thì game thủ Tiểu Tí Ngư đã giành chiến thắng với cái tỷ số là 4-2 cho game thủ Mai Của Tí rồi. Một trận đấu mà bài của anh Ngư cũng là một bài rất khỏe. Ép đời thì mắc binh 27 cộng 1 10.5. 5-3 chuẩn chỉ. Mai Của Tí đi dâng Nga. Nhưng với cái lợi thế lên sớm hơn và lực khỏe như thế này thì rất khó dành cho Mai Của Tí để có thể vượt chơi được. Như vậy thì game thủ Tiểu Tí Ngư đã giành được chiến thắng ở trong vòng lượt thi đấu đầu tiên này. Và anh sẽ là người ghi tên mình vào trong vòng thi đấu tiếp theo. Nhãn Tử và Long Lê xem nào. Nhãn Tử và Long Lê thì đang có cái tỷ số là 3-2 cho Nhãn Tử. Hiện tại thì có lẽ là một kèo thi đấu của game thủ Long Lê và Nhãn Tử ở cái nhánh thi đấu này.